Cũng trong chiều ngày 15 tháng 12, trực ban Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho hay một vụ tai nạn xảy ra ngay cửa biển Đà Diễn, thành phố Tuy Hòa đã khiến cho một tàu cá bị hư hỏng hoàn toàn. Được biết, khi đang vượt cửa biển Đà Diễn để ra khơi đánh bắt, tàu cá này đã bị mắc cạn và bị sóng đánh vỡ tan. Khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 12, tàu cá BI-96778TS do ông Đặng Nhu ở phường 6 thành phố Tuy Hòa làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 người đang chạy ra cửa Đà Diễn thì bị mắc cạn. Đồn biên phòng Tuy Hòa đã phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội biên phòng Phú Yên đưa tàu ra cứu hộ, nhưng do sóng ở khu vực tàu cá bị nạn quá lớn nên không thể tiếp cận được. Do vậy, sau khoảng 1 giờ mắc cạn, tàu cá bị sóng đánh vỡ hoàn toàn, 6 ngư dân thoát nạn được cứu vào bờ an toàn. Được biết là trong ngày 15 tháng 12 thì có 11 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên làm thủ tục xuất bến tại cảng cá Đồng Tác. Trừ tàu cá gặp nạn mà chúng ta vừa chia sẻ thông tin thì các tàu khác đều vượt cửa Đà Diễn ra khơi an toàn.